lạnh bà phải xịt bà dưới xe đâu. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc tèo trăng hai cái thân vàng được. Em muốn bạn em cũng chuẩn đi. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, chào Dương Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào toàn thể quý khán giả. Rồi, chào em. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả và chào cô bạn bên kia. Em tên Phạm Tấn Tăng, 34 tuổi. Thăng, 34. Phạm Tấn Tăng, Tăng Trang. Xe Tăng á hả? Tăng Trang anh. Tân Tân, à Tân. Phạm Tấn Tấn Tân. Anh làm nghề gì? Em làm bên kinh doanh giữ xe. Kinh doanh? Dịch vụ giữ xe du lịch với... giữ xe du lịch, tức là có cái bãi. Bãi dưới dạ cầu, cầu chữ Y. Cầu chữ Y, lâu chưa bạn? Được hơn 5 năm rồi. Cái đó là mình làm nhân viên hay là bãi giữ xe đó của mình? Bây giờ nó khoán lại cho mình, đợi cho mình thầu bãi xe. Thầu coi như chủ đó. Ngon lắm nha, giữ đêm mà xe đông đông ngon lắm á. Còn bạn gái em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thái Kim Phê. Hả? Thái Kim Phê. Thái Kim Phê. Thái Kim Phê. Thái Kim Phê, cà phê đó anh. À phê, phê. À phê đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh tại công ty Dương Quang. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là nhân viên phòng hóa lại. À vậy là nói chuyện cũng hay lắm nè phải không? Tiếp xúc khách hàng. Tức là dây nóng đó. Má em cũng nói thấy con mình cũng được, không biết tại sao lại ế. Thế em có hiểu tại sao không? Bản thân em cũng mâu thuẫn rằng là em trong công việc và em ngoài đời sống thì nó không giống nhau. Ủa là sao? Mình là mình thôi chứ. Em trong công việc thì hơi khó tính với lại là nóng, bình thường. Nhưng cũng dịu dàng. Cũng dịu dàng, dễ thương. Thế mình có mấy mối tình rồi? À em cũng được hai mối tình chính thức. Chia tay bao lâu rồi? 2 năm rưỡi rồi đó chị. Tại sao chia tay cái mối tình đó? Chắc có lẽ là do tình yêu nó không có đủ lớn á chị. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Mới có một hả? Dạ. Tại vì quan điểm của em á là khi mình muốn quen bạn gái là mình phải cố gắng làm sao có là dự định tiến tới hôn nhân. Và mình phải có điều kiện để mà lo cho bạn gái và ví dụ như tương lai cho con mình sau này. Sắp tới là sẽ cưới vợ, đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị gì? Có tiền đủ chưa? Lo cho con, cho vợ chưa? Chứ đến đây xong rồi bên kia đủ, người ta nói cưới sớm mà không đủ thì sao? À, lo con, lo vợ, tiền cưới thì có thể làm lo được hết. Lo được hết rồi đúng không? Dạ. Chứ nếu không được cái nữa chia tay nữa mệt lắm. Giờ có nhà cửa gì đây chưa? Nhà thì chưa, tại vì nhu cầu của em thì hiện tại bây giờ em làm bãi taxi, bãi dưới xe luôn. Cho nên là chưa có nhu cầu về nhà cửa. Phải tính để quen bạn gái thì có gì đó nhu cầu làm việc thích hợp thì mình hãy mua nhà. Bãi xe em giữ khoảng được nhiều chiếc? 4 chiếc du lịch. 4 chiếc du lịch, chưa tính xe máy đúng không? Dạ. Ủa mà sao nguyên nhân gì tại bạn lại đi làm cái công việc là cái thầu có bãi giữ xe? Thì trước đây mình làm cái gì? À, trước đây em đã từng học trung cấp điện công nghiệp, xong rồi ra trường đến giờ đi bộ đội. Xong rồi em đi ra bảo trì điện. Bảo trì điện thì một thời gian thấy công việc nó bấp bênh quá, cho nên em xin chuyển qua bên giữ xe. Nay thấy công việc thì cũng ổn định rồi, nên có thể mình kiếm bạn gái rồi tiến tới hôn nhân. Đi bộ đội mấy năm? Dạ 1 năm rưỡi chị. Ở quân trường mấy bao lâu? Quân trường 3 tháng. À, 3 tháng vậy là cũng tính kỷ luật quân đội cũng cao rồi đó ha. Không có mà chơi nữa. Bạn nữ của mình có những ưu điểm gì? Em là người rất là vui tính, có trách nhiệm, với lại em là tự lập rất là tốt. Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Phải to con một chút, bởi vì em là đô rồi. Cao 1m7 trở lên. Chị dữ vậy? Em 1m67 rồi chị. Mang dép nữa 1m7 rồi. Rồi đứng đứng lên coi cái coi. Chà, cao dữ ha. Rồi. Thế nhưng mà về tính cách á, thì bạn em mà trai em nhất là một người trầm tính một chút. Em nóng rồi bạn trầm thì nó mới dung hòa với nhau. Đúng rồi. Thứ hai nữa là có công việc ổn định. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc tèo trăng hai trái tim vàng được. Nói chung là muốn đi đến lâu dài thì cần phải có thực tế một chút. Chứ bọn em cũng qua cái tuổi mà yêu cho biết, yêu theo cái quán tính rồi. Cái điểm gì bạn không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, chi ly tính toán quá chị. Mình bóng bẩy quá. Bởi vì em bây giờ nó không phân biệt đâu là thật đâu là giả cả. Em muốn bạn em cũng chuẩn đi. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Tụi coi cái giới tính bên đây có rõ ràng không? Rồi chị. Không, bộ đội mà, đúng không? Mạnh mẽ, khỏe mạnh. Anh cao nhiêu? Cao 1m7. 7 vừa chuẩn luôn ha. Khỏe không? Dạ, khỏe. Chuẩn men không? Dạ, chuẩn. Chuẩn men ha. Hơi trầm tính á, đúng bên kia yêu cầu luôn đó. Dạ. Không, cho em hỏi tiếc. Mà tiến tới hôn nhân thì nó phải bền vững, chứ không thể một túp liều tranh hay quả tim vàng. Thế anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Gần đủ. Gần là còn thiếu cái gì? Thì bây giờ còn thiếu một cô bạn gái nữa. Tôi chuẩn bị đủ điều kiện, mua đất rồi, mua nhà rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì anh có thể tiến tới hôn nhân được?
Nếu hai người quen nhau mà tìm hiểu nhau, hiểu nhau được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân, không cần thời gian. Anh này rất là trầm tính, dễ thương, cầm vờ lai. Hôm nay anh đi đến đây với ai? Dạ đi với bạn, với em, với cháu. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm như thế nào nha. Rồi, xin mời người nhà. Hợp với anh Tật. Chị này thì quạt bát, dễ thương. Hợp đó. Hợp đó ha. Rồi, về ổn rồi. Mình đi với ai em? Dạ, em đi với sếp với lại cháu trai của em. Ồ, có sếp nữa hả? Đâu ạ? Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì nói chung á, bây giờ thấy anh Tân á thì cũng ít nói, thì thấy là trầm tính. Còn về phía của Kim á thì thực sự do cái tính chất công việc á, đa phần mấy bạn sale á rất là năng động là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, mình làm trong môi trường sale thì cái áp lực về cái công việc cũng rất là lớn. Nói chung á, thì em chỉ chia sẻ cái công việc của bạn Kim thôi. Còn về hai bạn hợp nhau hay không hợp nhau á thì chắc có lẽ là ở quyết định của Kim. Ủa mà sao chị lại kêu là Kim? Phê mỗi lần hỏi, ủa em tên gì? Em tên Phê. Đóng danh Quyền Linh vậy? Tên gì Khuê hả? Không, Phê, cà phê. Nên thành ra là lấy Kim thì nó tiện xong vô và thuận lợi trong công việc chị. Có sếp đi cũng đỡ vững tin hơn ha. Chào anh Quyền Linh. Chào Phê. Phê. Không có ấn tượng mà cứ kêu là Phê. Tự nhiên ấn tượng cái tên cũng vậy nữa. Đôi khi người ta ghép mặt, ta nghe tên tự nhiên ta nhớ hoài luôn. Chứ Kim thì nhiều người tên Kim lắm. Dạ đúng rồi, ha. Tên em đặc biệt lắm, nghe lần là dễ nhớ. À, sếp nói đúng á, các bạn sale rất là năng động, rất là nhanh nhạy, giao tiếp tốt. Anh bộ đội bên đây cũng trầm tính chút xíu. Vậy thì người nói có người nghe anh. Có người nghe rồi chắc ăn rồi. Ha. Dạ. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định, kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Mời anh. Lúc nào trầm tính chứ lúc này phải nói nha anh, phải năng động lên nha anh. Bạn của ba của. Dạ em cảm ơn. Em nghe nói anh Tăng đi trước có đi bộ đội đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghe thật sự là em rất là có cảm tình với những người mà đã đi bộ đội về, bởi vì mình sẽ chín chắn hơn. Anh nghĩ thì nếu mà hai người thì cần điều kiện gì thì mới đi đến hôn nhân được? Em dự định là ở đây luôn chứ? Nè, nếu mà dự định ở đây thì mình có thể mua nhà, chung cư hay gì đó. Bản thân em thì hôn nhân thì em chỉ cần là hai người có tình cảm với nhau, cần nhau trong cuộc sống, thì em nghĩ là đó là điều kiện đủ đi đến hôn nhân rồi. Dạ, anh cũng em quay lại anh có thấy thất vọng lắm không? Không, bình thường anh không quan trọng về bên cái ngoại hình bên ngoài, mà quan trọng là bản chất của một người đó như thế nào thôi. Lại bên trong. Má em nói bạn chắc em là tốt rồi đó. Vậy là chắc là hợp với anh. Nhưng mà người cũng đẹp xinh mà. Quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Tình yêu là mình phải chung thủy. Em thì không thích sống thử. Và cũng không thích người con gái đã sống thử. Nếu có gì lỡ lầm thì cũng có. À, cái này hơi căng. Dạ. Nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy vợ rồi mình gặp vợ mình đã từng sống thử thì sao? Thì em đã nói là em có thể là chấp nhận nếu là bị lỡ lầm thôi. Anh đã từng sống thử chưa? Chưa. Quan điểm của em là tình yêu lúc nào cũng phải trong trắng. Khi mình sống thử như vậy á, thì ví dụ người kia còn thì mình hại với người ta, mình không thích. Khi nào mà em nhắm khả năng mà em có thể mà cưới được thì em sẽ ấy. Đàn ông cũng hay có một cái tính gọi là không thích người yêu mình đã sống thử rồi, thích người yêu mình còn trinh trắng như vậy. Nhưng đa số người đàn ông là gặp phụ nữ luôn luôn muốn sống thử trước, muốn gọi là chiếm đoạt trước. Hai cái này nó rất mâu thuẫn với nhau. Sống thử không sống thử nó quan trọng là mình đối xử với nhau tốt hay không thôi. Bây giờ thí dụ như anh lấy một người phụ nữ chưa bao giờ sống thử nhưng mà nó không hợp với nhau một thời gian, anh chia tay rồi người ta cũng phải đi tìm người yêu chứ. Nếu ai cũng gặp như anh vậy thì phụ nữ người ta khổ à. Không, em nói ví dụ như có lẽ làm một lần thì cũng chấp nhận rồi. Một lần thôi hả? Hai lần được không? Hay anh xui. Anh xui. Đôi khi cái này không được nhưng cái khác được có thể bù qua. Đúng rồi. Quan trọng là đối xử dạ. Mình thế nào thôi, sống với mình thế nào thôi. Còn cái chuyện tinh tiết á, quên đi cái quan điểm ấy đi. Cả thế giới bây giờ họ cũng đâu có quan trọng điều đó đâu. Rồi, chấp nhận. Chấp nhận ha. Chấp nhận. Từ đây về sau đừng bao giờ quan niệm điều đó nữa nha. Theo mình là đàn ông mình nghĩ như vậy. À, ví dụ như là mình chấp nhận là ví dụ như trước đây người ta đã làm, nhưng mà sau này ví dụ như mà cưới về mà người ta ở ngoài nó là không chấp nhận. Đúng rồi, cái vụ đó không được. Rồi. Dạ. Ha. Dạ. Ok. Rồi. Okay. Tiếp tục. Anh làm em hú hồn. Anh có gia trưởng lắm không anh Tăng? Không, sống của anh thì vui vẻ hòa đồng. Em nghe mới đầu em nghe suy nghĩ của anh thì em nghĩ là anh cũng hơi gia trưởng. Không, những người mà tiếp xúc anh lần đầu tiên thì cho anh là khó chịu. Nhưng mà khi mà tiếp xúc vài lần thì thấy anh là quá dễ. Em thì suy nghĩ rất là thoáng, nhưng mà cái vấn đề là sống thử trước hôn nhân thì em tán đồng với anh. Bởi vì em cũng quan niệm như vậy.
làm gì làm, tôi cưới xin xong tính. Cảm nhận của nhau lần đầu tiên gặp mặt. À, lần đầu gặp bạn này thấy cũng được, cũng dễ thương. Và không biết mình có cơ hội để tìm hiểu thêm không? Thì em thấy anh Tân cũng là người hợp với cái những cái thông tin em đưa ra đó. Bạn có ngại chuyện lớn hơn nhiều tuổi không? Không anh, em thích những người lớn hơn nhiều tuổi. Em nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn em rất là nhiều. Theo tôi thế này, anh Tân là một trong những người ít nói, trầm tính. Có đôi khi ảnh trong lòng anh muốn rất là nhiều điều nhưng mà đôi khi không có nói không được. Tuy là cũng cứng cỏi nhưng mà cũng nhút nhát. Nào. Mình có 3 tiếng đếm. Mà anh Tân để tay vào nút bấm. Một cô gái năng động, một cô gái giỏi trong giao tiếp, biết tự lập, một chàng trai cũng cứng cáp, điềm tĩnh, ít nói. Không biết họ có hòa hợp hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Anh Tân là anh nhấn rất là dứt khoát. Còn hình như bạn có một chút đắn đo suy nghĩ. Dạ, em mới đầu em nghe quan điểm đầu tiên của anh ấy về trinh tiết với anh, em sợ là người rất là gia trưởng. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì một điều nó không nói đến điều gì hết, nên em cũng cho bản thân mình cơ hội. Thôi anh suy nghĩ thôi, chứ anh cũng rất là dễ thương ha. Cũng biết thay đổi những cái suy nghĩ của mình khi mà người khác trò chuyện. Gửi tặng hai bạn món quà của Samac E5. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình ạ. Nào hãy nắm tay cô ấy. Đi xem phim, mời hai bạn. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ. Vặn vỡ càng tốt, bụng hay nhỏ. Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi, chứ còn gì thì cũng được. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, các anh chị và các bạn ở trường quay. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, em 30 tuổi. À, em đang làm công việc gì? Em là kiểm toán viên. Quê em ở đâu? Em ở Long An. Kiểm toán viên mà chị nghe chị tưởng là em làm cái gì đó về nghệ thuật, cái MC hay là gì đó. Bây giờ mình chờ bạn trai của mình giới thiệu đã nhá, rồi mình sẽ trò chuyện. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoài, 29 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em làm quản lý nhân sự của một công ty xây dựng. Tôi nghĩ rằng bạn quan hệ rộng rãi với rất nhiều đối tượng với công việc của bạn. Quản lý nhân sự mà, vì thì lý do tại sao ta chưa tìm được một nửa yêu thương của mình? Có thể là một phần vì em ngoại hình mình không có được đẹp mắt như mọi người. Với lại công ty em là chuyên về xây dựng, chủ yếu là các anh nam và các chị đã có gia đình rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình là cũng nhiều đấy. Dạ. Sâu đậm nhất là mấy năm? Sâu đậm nhất là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì đôi lúc cách quan tâm của mình chưa có đúng với cái ý mong muốn của người ta. Nên là... Là bạn quan tâm nhiều quá hay là tại vì bạn không quan tâm? Cách quan tâm của mình thì không đúng. Cũng có cái trường hợp mình cũng không quan tâm. Hồi nãy bạn nói là bạn 29 tuổi hả? Dạ. Bên đây thì lại là 30 tuổi. Em là 87. 87. Có nghĩa là ngày sinh của em là tháng giêng 87. Nhưng mà thật ra thì nó lại vướng âm lịch 86. Cho nên là em vẫn luôn mặc nhiên em nghĩ mình là tụi con cọp. À, nhưng mà thật ra là mình sinh năm 87 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn trai bên kia sinh 88 hả? Dạ 87 ạ. 87, ủa 87 gì bằng tuổi mà. Tự nhiên giới thiệu tôi tưởng đâu là bên đây lớn hơn bên kia 1 tuổi. Nhưng mà bạn bên kia bạn sinh tháng mấy? Trời ơi còn tháng gì nữa. Nhà muốn là kêu bằng chị hay sao mà hỏi rõ vậy? Dạ không có. Em giới thiệu về cái sở trường của mình, những cái năng lực của mình. Theo mọi người nhận xét thì họ nói là em dịu dàng và cư xử khá là khéo léo. Nhưng tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là em đã trải qua một mối tình rồi. Và có lẽ là cái duyên đó đến nhưng mà cái nợ nó chưa đến. Cho nên là đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tại sao mình chia tay mối tình đó? Có thể nói là do họ hết yêu mình.
Chuyện cũ bỏ qua, nói chuyện mới đi. Thì mình mong muốn đến với chương trình mình tìm một người bạn trai như thế nào? Không xét nét vào quan điểm khắt khe về tuổi tác. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ, vặn vỡ càng tốt, bụng hơi nhỏ. Bụng hơi nhỏ với bụng như anh Quyền Linh là thua rồi, phải không? Dạ không, bụng anh Quyền Linh vẫn được. Vẫn được. Đàn ông thì phải chấp nhận giao tế, bụng to một tí là vẫn ok. Nhưng mà bụng mà bụng phệ, bụng bia thì... Ủa, giao tế, hơi ngại. Giao tế mắc gì bụng to? Uống bia đó. Nhậu, phải uống bia. Dạ, chấp nhận bạn trai uống bia luôn không? Bụng to hoài. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự vẫn sang như thường. Dễ tính quá ta, bạn gái này rất là dễ tính. Em rất thoáng trong mọi chuyện, thích nhậu nhiệt hay là cái gì đó, tứ lỗ tường cũng được. Nhưng tứ lỗ tường cũng được. Nhưng quan trọng là người đó biết dừng lại đúng lúc. Dạ đúng rồi, chừng mực, biết họ phải kiên nhẫn trước những sự cám dỗ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân gia đình. Quá giỏi luôn. Bạn trai cảm nhận như thế nào về những cái yêu cầu của bạn nữ đưa ra? Em thấy em đạt cũng khoảng 90%, còn 1% là tại cái bụng. Bụng sao? Cũng hơi bự bự á. Cũng cỡ anh Quyền Linh chị. Rồi, bạn có yêu cầu bạn nữ thế nào? Tương đối cao, không có nhuộm tóc màu sặc sỡ. Nhưng mà bên đây em lỡ nhuộm tóc rồi thì sao ta? Màu nhẹ không em? Tao nói không có nhuộm tóc xanh đỏ hết. Em không biết là anh quan niệm sặc sỡ của anh là như thế nào. Nhưng mà ta nhuộm tóc là quyền của người ta. Nhuộm tóc cho đẹp, sao mà em không thích là sao? Mà sáng quá kỳ lắm anh ơi. Sáng đâu có sao đâu, người yêu mình đẹp mình có quyền tự hào chứ. Dạ. Rồi còn không thích gì người phụ nữ nữa? Chơi bời hoặc là... Chơi bời là gì? Đi ba đi này nọ nhiều. Đi ba thì người ta đi giải trí, xả stress. Đi vào ba tí có sao đâu. Dạ, giải trí ở mức độ là thường chứ không thường xuyên. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng được. Bên đây người ta thoáng, người ta cho bạn tứ đủ tường cũng được nữa mà bạn kỳ cục quá à. Nè bây giờ thí dụ như giờ bạn gái hôm nay mặc đồ hơi thoáng thoáng một chút, quần short đồ nè, mắc mẻ một chút, sexy một chút, bạn chịu không? Dạ thích. Kỳ vậy. Thích thì sao ta nhuộm tóc, nhuộm đồ là cho làm đẹp thì là không chịu. Bạn có tật xấu gì không? Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi chứ còn gì cũng được. Kể một số ưu điểm không? Ca hát được, với lại làm thơ. Quảng cáo không có tin thơ đâu. Đi làm thơ đi. Bấy lâu bị ế nhăn răng, chương trình điện thoại báo rằng tìm ra. Anh vui quá xá quà xa, đêm ngày thao thức nghĩ xa nghĩ rần. Em ốm thì anh sẽ giảm cân, em mập thì anh sẽ ăn gần bằng em. Làm sao thì cho hai đứa xem, ví dụ như là em cao thì anh sẽ đi thêm doctor. Em đừng lo nghĩ vu vơ, em lùn thì anh sẽ cõng trên bờ với anh. Anh không lựa chọn vòng quanh vì tinh duyên số đưa anh gặp nàng. Giờ đây anh đã sẵn sàng, chờ mong giây phút mở màn gặp em. Được, tôi kết rồi đó, tôi kết rồi. Được nha, bạn đã ghi được thêm 5 điểm trong lòng của tôi. Một bài thơ rất hay và ý nghĩa. Em có sở trường gì không? Em biểu diễn lại cho anh xem. Em có học dance sport nhưng mà thời gian qua cũng bận quá cho nên là cũng bỏ. Chỉ có thể biểu diễn một vài động tác. Được rồi, được. Vậy là được rồi. Qua coi Linh, qua coi vui Linh. Đứng lên em, làm liền. Nhưng mà em mặc áo dài cho nên là các anh chị các bạn. Khánh Thi mặc áo dài vẫn nhảy đẹp như thường. Giống như có nhạc thì tốt hơn ạ. Có nhạc. Rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, dễ thương. Lắc qua lắc lại cũng dẻo lắm. Nhưng mà chắc mình cũng phải có khuyết điểm chứ hả? Dạ đúng rồi, con người mà chị. Em khó tính mà nóng tính. Vậy mà nóng tính hả? Dạ đúng rồi. Cái điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Có lẽ lượng thường, không gọn gàng, quá bảo thủ và độc đoán gia trưởng. Rồi, hy vọng là bạn trai bên đây sẽ phù hợp với bạn. Chào bạn. Nãy giờ bạn cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Gia đình em cũng đang rất là mong chờ điều đó. Nhưng mình đã chuẩn bị gì sẵn sàng cho đám cưới chưa? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu cô dâu thôi. Phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Rồi, chúng ta gặp bạn thân của bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Bạn của bạn có phải là một người khó tính không? Thực ra thì bạn của em cũng không đến nỗi là khó tính lắm. Bạn cũng có một số bạn gái theo đuổi nhưng mà tại vì chưa có phù hợp với bạn nên là bạn chưa có chọn. Vậy thì nãy giờ cô gái này bạn cảm giác là phù hợp chưa? Bạn này rất là dịu dàng, nhìn mặt cũng rất là dễ thương và giọng nói cũng dễ thương giống người. Nên em nghĩ là bạn em sẽ chọn. Cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì Tư và em gái của em. Dì Tư thấy sao dì Tư? Nãy giờ thì thấy tính cách của hai cháu này cũng tương đối, cũng gần được với nhau thôi chứ cũng không chưa hợp lắm. Chưa hợp lắm. Hồi nãy em nói đi với dì và em gái hả? Dạ đúng rồi. Chào em.
Dạ, em chào chị Cát Tường. Em nhìn thấy anh bệnh như thế nào? Em thấy anh cũng được, nói chung cũng hiền và đứng đắn. Em nghĩ là chị em với anh cũng nên cho một cơ hội tìm hiểu, sau đó thì là do sự quyết định của hai người. Rồi, kéo màn lên, quan trọng hai người thôi. Chúng ta hãy nhìn nhau thật kỹ. Mời bạn. Cảm ơn anh. Tặng em bức tranh. Bức tranh này cũng có ý nghĩa lắm. Nếu em nhìn thoáng qua là một cô gái đang đứng rất là cô đơn, đang nhảy múa. Và nếu nhìn một cái cách nhìn khác thì là hai người đang hôn nhau, đang rất là hạnh phúc. Anh muốn gửi gắm một cái thông điệp là em muốn là một cô gái này hay là em muốn là một cô gái này. Cảm ơn anh nhiều. Nếu như mà em có một người chồng không có được đẹp trai thì em nghĩ sao? Quan trọng nhất là người đó có yêu thương em hay không, người đó có chân thành và trung thủy hay không. Ngoại hình cũng là một yếu tố ảnh hưởng nhưng mà nó không quá quan trọng. Còn anh thì thế nào? Anh cũng nói là nhìn một con người không có quan trọng về ngoại hình nhưng mà nhìn em là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Cho em hỏi, anh có e ngại khi mà quen với một người con gái tuổi Dần hay không? Thực tế thì anh không có quan trọng vấn đề đó. Nó không có ảnh hưởng, chủ yếu là hai người yêu nhau và cùng cái cách nhìn để mà sống. Em đã sẵn sàng lập gia đình chưa hay là chỉ là muốn để tìm hiểu? Thật sự là em đã sẵn sàng lập gia đình từ lâu. Bởi vì kết hôn trễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề về con cái, mọi thứ sau này. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Con cái ai đẻ? Ý không? Gì? Tiền bạc ai giữ? Con cái mấy đứa? Em muốn mấy đứa. Chứ có lẽ là hai. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì trong cái phạm vi cuộc sống này thì mình để làm sao mình giới hạn được, mình có thể đảm bảo cho cái cuộc sống của con sau này. Anh là một người có quan niệm hiện đại hay là phong kiến? Anh là người có quan niệm hiện đại và thích cách sống hiện đại. Anh nghĩ là em cũng là một người có suy nghĩ chín chắn và biết lo cho gia đình. Chúng ta nên có một cái cơ hội nào đó. Anh nghĩ rằng ở chỗ cô gái cũng vẫn còn một cái điều gì đó nó trăn trở chút xíu, chưa biết cô bấm nút hay không. Vậy thì em sẽ có cơ hội là 30 giây nữa tỏ tình với cô ấy bằng mọi cách, lời nói, bài hát hay cầu hôn gì đó, tùy em. Em có 30 giây, bắt đầu. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Tiếp tục. Dạ hết anh, tiếp đi. Lâu lâu thuộc trâu câu chọt chọt. Trời, đang ngon, đang ngọt, tự nhiên có nhiêu đó vậy? Làm cục hứng quá anh này. Rồi, để tay vào nút bấm bạn. Thích, đồng ý thì mình sẽ nhấn mạnh vào. Suy nghĩ thật kỹ nha. Vẫn còn một chút suy nghĩ, một chút đắn đo từ cô gái ấy. Liệu cô ấy có bấm nút hay không? Nào, sau 3 tiếng đếm ta biết được điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy đứng lên. Một trái tim màu hồng cùng chung nhịp đập. Chúc mừng hai bạn. Đây là những món quà của Sao Mắt P5. Nhìn lên tự nhiên tự động nắm tay ta luôn vậy. Nắm đi bạn, tự tin lên. Nãy thấy nắm rồi. Cho phép mình nắm. Cho đâu, nãy chưa cho, mới đứng lên cái lòng nhào vô nắm rồi, xin gì nữa. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn và hiểu nhau hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay. Xin mời. Oh yeah. Oh. Rồi bây giờ mời hai cô gái đẹp gái qua đi. Bây giờ là trên sân khấu chúng ta đã có hai bạn trai và hai bạn gái. Mời bạn trai ở chiếc ghế màu đỏ. Hãy giới thiệu trước. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào hai bạn nữ cùng chơi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Văn Cương, năm nay 29 tuổi và hiện tại tôi đang làm công việc đó là kinh doanh các sản phẩm đào tạo và các giải pháp giúp cho các hệ thống kinh doanh online kinh doanh và phát triển một cách tuyệt vời hơn. Quê thì ở Kon Tum nhưng mà có 11 năm sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em ơi, dạo này chị livestream bán hàng ế quá. Cách nào em? Dạ có. Rồi bên công ty em mới ra một cái phần mềm livestream sẽ giúp cho chị tự tin hơn, đẹp hơn, trẻ hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
Rồi, hết chương trình chị sẽ kết nối với em nha. Cảm ơn chị. Rồi, bên kia. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào thân thương đến anh Đạt, chị Tường cũng như là các cô chú, các bạn khán giả cũng như là các bạn đang ngồi ở đây. Em xin được giới thiệu, em tên là Thảo Trúc. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm luận văn tốt nghiệp ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Là về cái lĩnh vực gì em? Dạ, về kỹ sư á. Kỹ sư điện tử á hả? Dạ. Bây giờ mời chàng trai ở ghế màu xanh. Chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ. Em tên là Đinh Thanh Sơn, năm nay 26 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em đang là huấn luyện viên chuyên nghiệp tại California. Gym hả em? Vâng. Thấy nhắm tướng chị vợ ốm xuống 5kg nữa, em có cách nào cải thiện? Bao lâu xuống 5kg? Trong vòng 3 tháng này. 3 tháng xuống 5kg. Nhưng mà phải theo chế độ. Chế độ của em đưa ra hả? Rồi chút xíu mình tính sao. Mời bạn gái bên kia. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường và hai bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Oanh, em sinh năm 1998, hiện em đang là chuyên viên tổ chức sự kiện cho chuyên về sự kiện cưới. Điểm mạnh em yếu thế nào? Mọi người hay nhận xét em thì có trách nhiệm khi làm việc, hòa đồng, thân thiện, em cũng biết ca hát. Còn điểm yếu thì em hơi cọc, em hơi quạo quá. Hát thử miếng thôi, chút xíu thôi ngày trừ. Vậy thì em sẽ hát bài Người Hãy Quên Em Đi ạ. Người ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Em quên rồi. Em quên luôn lời, quên em luôn, quên luôn lời luôn rồi. Chị kêu vô điệp khúc đi. Người hãy quên em đi. Vô nè. Vô luôn. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đêm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Rồi anh đi rồi em ơi. Sao Sơn, nghe giọng hát của Oanh thấy thế nào? Dạ, thấy giọng bà dễ thương. Có sao xuyến cõi lòng điều gì chưa? Có chút chút thôi. Có chút chút hả? Rồi thấy con mình thì sao nè, giờ giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình coi. Điểm yếu của em hơi cẩu thả. Trời đất ơi, cẩu thả là cẩu thả làm sao? Cẩu thả về sinh hoạt, hay quên. Em hay tự ti, giao tiếp trước đám đông quá vậy. Vì nghe rung rung quá vậy. Rung lắm, rung mà. Đâu. Mà cái cơ mặt giật vậy nè. Mai mốt người ta xách theo hai cục tạ đi theo để quay cho nó tự tin lên. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Sao, điểm mạnh có điểm mạnh gì? Điểm mạnh em chơi được tất cả môn thể thao. Ví dụ. Giờ chơi đá bóng, bóng chuyền, bơi rồi. Bây giờ gym có động tác nào, tập gym, tập đồ gì, biểu diễn vài động tác tôi coi thử coi tôi tin tưởng không, tôi mới book show chứ. Đơn giản nhất thì mình hít đất. Thôi hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Đúng, em không? Em ý kiến là hít đất là dễ nhất. Thấy chùa to như vậy mà. Ông này gian ha, cái thằng gian dễ sợ. Đâu, em bảo em định gợi ý cho bạn. Rồi, mời em. Hít bao nhiêu cái gì? Hết khi nào gục thôi. Ác ghê. Chuẩn à. Trời, hết sâu dữ. Chuẩn gì? Trời, BT mà. Trời ơi, cơ lên. Hãy cơ lên nè. Trời ơi, quá sức luôn. Khúc nào là khúc đó luôn. Wow. 10 cái hết đất này bằng 20 cái của người ta nha. 30 cái là gì? Đâu ra thử luôn, ra thử luôn. Em hít đúng không? Đâu? 3 cái. Không, em cũng hít được nhiều lắm á. Ừ, sao? 3 cái thôi nha. Kì vậy, 10 cái. Đó. 4. Đó. 5. Ú. 6. Ú. 7. Ú. 8. 9. Ú. 10. Wow. Ngon, ngon. Về chỗ. Đàn trai có màn khởi động là... Tốt, não bơm lên não. Hết rung chưa? Được đúng rồi, hít đất xong đỡ rung hơn. Ngoài lúc đi làm ra mình rảnh mình làm gì? Dạ em hay chơi game. Chơi game? Dạ. Trời ơi. Cuối tuần thì hay đá banh với bạn bè. Rồi chuẩn bị tiền để lấy vợ chưa? Dạ, chuẩn bị được ít. Tiết kiệm được nhiều rồi. Chị hỏi thiệt mà. Tâm sự đi, trải lòng đi. Tâm sự đi. Chị bấu tay bấu chân chứ chị không có mượn tiền đâu, hứa luôn. Chị giúp đỡ với hỗ trợ không à. Cũng được 300.
Trời ơi, ngon lắm. Trẻ vậy là giỏi rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của Cương sao nè? Điểm mạnh của em thì có tuổi nên là cũng tính cũng trầm. Anh chính mà là có tuổi. Có tuổi nhất ở trong 4 người ở đây. Có khả năng kết nối mọi người, làm cái đám đông nó vui và khuấy động lên. Đâu em khuấy động đám đông thử coi. Bao nhiêu số các anh chị ở đây muốn vui hơn thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn MC của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ekip của chương trình. Và khán giả hãy vỗ tay cho chính một người mình một tràng vỗ tay thật to. Ủa, biểu diễn gì đi chứ? Em rất là thích hát những lúc mà buồn ấy, hoặc là đi tắm thì mình cũng hát một chút. Em có một cái bài hát mà nói chung là nó có cảm xúc với em, bởi vì nó gắn với một người mà em yêu khá là sâu. Đó là bài Đồi Hoa Mặt Trời. Em sẽ hát một khúc nó mix rap. Ok. Rồi. Chiếc lá nhẹ rơi vẫn còn kỷ niệm một hình bóng. Bài hát ngọt ngào sao xuyến du dương, anh luôn giữ mãi ở trong lòng. Anh hứa là sẽ mãi bên em, cho dù khoảng cách còn rất xa. Anh hứa là sẽ mãi yêu em, xin giọt nước mắt đừng rớt ra. Ngọn đồi mênh mông lại tỏa hương thơm hoa mặt trời. Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cánh hoa. Những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta. Để mai này dù xa hai hướng, vẫn có người hằng ngày chờ em. Đến một ngày mình gặp lại nhau, giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi, những bông hoa mặt trời. Wow. Trời ơi. Đó. Ê, nhưng mà đó là điểm mạnh á, còn điểm yếu? Điểm yếu thì em hay quên. Thứ hai nữa là ôm đồm nhiều việc, đang làm việc này lại nghĩ đến việc khác, nên là cái kế hoạch nó hay bị xáo trộn. Và thấy cái cơ hội này cũng nắm bắt và làm được rất nhiều việc, cái cuối cùng là nó không có cái gì nó ra hồn. Cái điểm yếu nữa là một trong những lý do em đến chương trình này, đó là em kiếm tiền được nhưng mà em không có giữ được tiền. Mọi người đều nói là nên lấy vợ đi thì sẽ giàu hơn. Hy vọng là sẽ có người đồng hành đến dạ vâng. Sớm. Dạ. Wow, cảm ơn chị. Biết đâu là ngày hôm nay. Ha? Dạ. Vâng. Em rồi. Cũng hy vọng điều đấy. Mời Thảo Trúc ở ghế đỏ. Dạ. Ưu điểm của em là em làm tốt công việc được giao một cách chỉnh chu và em tự tin trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của em á thì em nóng tính, với lại là em không biết đùa giỡn, thỉnh thoảng em hay lười. Tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua một mối tình cách đây 3 năm. Được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng ạ. Người đó là gia đình em kiểu như là làm mai với nhau kêu em. Xong cái trong quá trình tìm hiểu xảy ra nhiều cái xung đột, xong rồi không có tiếng nói chung. Xung đột là xung đột như thế nào? Ví dụ như trong một vấn đề đi thì em với anh nói tới chuyện là anh đó sẽ cãi lộn như là cãi cho thắng em luôn, chứ không có nào nhường nhịn em được. Kiểu như là nói với nó cho hơn có được chứ không có nhịn em, nên là em thấy nó kỳ kỳ đó. Ai là người đề nghị chia tay trước? Dạ em ạ. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hai em? Dạ. Lý do gì mấy năm nay là không có thêm một cái mối quan hệ nào khác? Dạ tại vì em nghĩ như là kiểu như là mình quen là mình phải xác nhận là mình cưới thì mình mới hẳn quen, chứ đừng có quen linh tinh, nó kỳ lắm. Yêu là phải hướng tới cưới là dạ dạ đúng quen. Rồi yêu là phải hướng tới cưới chứ đừng có quen chơi chơi. Đồng quan điểm. Tôi đang hỏi cô Trúc mà bạn bên đây bạn sọt vô hoài ha. Mình trải qua mấy mối tình rồi. Thực ra thì em chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào cả. Hả? Lý do? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một lời nguyền nào đấy. Đôi khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối, bởi vì thanh xuân đã đi qua và có những cái giai đoạn mình còn được tự do, mình còn được thoải mái, mình yêu. Đến cái khi mà bắt đầu đi làm thì bị cuốn vào công việc, đến lúc mà mình ra khởi nghiệp thì lại bị lo nhiều thứ. Quen một người để cùng mình đi lên thì nó dễ. Đến cái tuổi của em tầm này đi tìm một người đồng cảm cùng mình xây dựng khi mà đang có rất là nhiều thất bại thì nó cũng khó. Gì mà bi quan dữ vậy, tình yêu nó đẹp lắm. Bởi vì xung quanh em nhiều bạn rất là đổ vỡ và tình yêu nó rất là phức tạp, nên em cảm thấy mình bị mất cảm xúc với tình yêu, bị mất duyên. Và ngày hôm nay đến chương trình là xác định mục tiêu gì nè? Em muốn giải cái lời nguyền đấy. Ai mà yếm mình, có em tự yếm em thì có. Bỏ mấy cái suy nghĩ mà bi quan nó đi. Bây giờ quyết tâm chưa? Dạ. Cô gái ngồi ghế màu xanh, em hãy tâm sự về tình trường của mình đi. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình là bắt cái hai tài người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi.
À, em chào chị. Tiếp đi em, tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em một tuổi. Là em làm về sự kiện cuối. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa. Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đàn nó cũng vậy đó anh. Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra, cái kiểm tra cũng lòi ra. Có, điện thoại em giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? À, khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa? Chứ bị mấy cú đó đau lắm à. Ừ. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. À, là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Sao em nghe chuyện của Quanh em thấy sao nè? Thấy Quanh tội, thương cái gì? Đúng mà, thấy thương thì đừng thấy tội. Tội là tội chưa xử á. Còn tình trường mình sao? Tình trường của em thì trải qua nhiều mối tình nhưng mà có một mối tình sâu sắc. Năm cấp 3 sau khi em xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh làm việc và học thì em không ít quan tâm được bạn á. Đúng cái lúc đó thì người con gái có một cái sự quan tâm người khác á. Nên bạn nói thôi em. Xa mặt cách lòng. Trời. Theo tình thì tình phụ, phụ tình thì tình theo. Nhưng mà em đã thấy cái lỗi của mình là cũng vô tâm thì em có hối hận không? Lúc đó em cũng vừa tuổi mới lớn lên. Nên em cũng nghĩ là mình yêu là để đó được rồi, cũng không có bù đắp nhiều quan tâm. Em nên em thấy lỗi là từ phía mình. Chưa có kinh nghiệm nhiều ha. Mối tình đó cách đây chia tay vậy là bao lâu rồi em? Dạ cũng 3 năm hơn rồi. Bây giờ có còn buồn không? Dạ thì cũng còn buồn nhớ. Có khi nào tìm về chốn cũ không? Em ít khi về nhà, nhưng mà mỗi về nhà thì cũng có ghé vô nhà ba mẹ bạn á, mua quà đồ bình thường. Tại vì ba mẹ đó, bạn biết ba mẹ em. Bây giờ cổ không có ai hết, cổ đang ở không rồi, cổ quay lại, cổ kiếm em, cổ muốn kết nối lại. Em có quay lại để bù đắp cho cổ không? Dạ em nghĩ là không, tại vì thời gian quá lâu rồi. 3 năm mà lâu gì, 10 năm không gặp tường tình đã cũ. Nhưng mà em cảm thấy là giờ không còn tình cảm nữa. Ai cũng có một câu chuyện để trải lòng hết. Khoan, xí, cho tôi phát biểu ý kiến này chút xíu. Chị nhớ hồi đầu em hát bài hát, em nói là có một cái mối tình gì đó em sâu sắc. Rồi cuối cùng em nói em chưa có mối tình, vậy cái bài hát đó là mối tình với cô nào? À, cái đó là mối tình đơn phương sâu đậm. Tại sao hồi nãy hỏi tình trường không kể? Nói chung nó cũng không có vui gì lắm. Đơn phương mấy năm, bao lâu? Khoảng 3 năm. Em cũng tỏ tình nhưng mà em không có nói. Em còn viết thư, xong em bỏ vào một cái lọ thủy tinh. Em mua cái cây xương rồng, em bỏ cái thư ở trong cái cây xương rồng đó. Tặng vào sinh nhật của bạn ấy là 17 tháng 12. Nhớ kỹ quá ha. Mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhớ mà bây giờ nhiều mật khẩu của em vẫn đang dùng ngày sinh. Sau đó thì khi cái cây xương rồng nó chết thì bạn ấy đổ ra và tự nhiên bạn đọc được lá thư thì bạn ấy bảo là tiếc quá, bây giờ mình đã có người yêu rồi. Nếu như mà lúc đấy mà tỏ tình thì chắc có lẽ đã khác. Trời ơi, nghĩ sao bỏ lá thư, bỏ tình mình dưới cái gốc cây á, tặng cho cây cho người ta thì người ta phải chăm sóc. Rồi chăm sóc hoài cái cây bắt đầu chết, người ta bức thư. Ông tào lao lắm luôn. Rồi bây giờ ở đây thì giờ muốn tìm một mẫu người lý tưởng như thế nào nè? Em thích mẫu người con gái truyền thống nhưng mà nó cũng có cá tính. Em thích tóc dài, hơi nhuộm một chút cũng được. Em cũng thích hình xăm nếu mà bạn nữ có. Đấy, đó là thể hiện cái cá tính trong truyền thống. Dạ, à, okay. Thoải mái. Có nghĩa cũng không có phải là truyền thống quá xăm đâu. Dạ, đúng rồi, đúng thôi, rồi. Chứ có vâng, gì vâng, đâu. Vâng, thì ý của em là như vậy. Người phụ nữ bên đây, cái mẫu người như thế nào nè? Nhìn bạn, nhìn đối diện bạn đó xanh kiểu là mình có cảm xúc, mình có rung động thì mình bắt đầu tìm hiểu, chứ em không có hình mẫu lý tưởng nhất định nào cả. Nhưng mình có cái chuẩn đặt ra không, ví dụ cao thấp mập ốm tóc tai đồ gì đó, ví dụ vậy đó? Em không quan tâm mấy cái đó gì vậy? Quan tâm nhưng mà xấu quá đâu quen phải không? Có chị vậy không? Ví dụ như một người đi không cần phải đẹp quá nhưng mà người ta đối xử tốt với em, vậy là cũng là một cái hay ho rồi. Đối xử tốt với em và phải cãi lộn thua em? Dạ không có, ví dụ như chuyện nào sai là sai, đúng là đúng, đúng là sai em chịu sai. Đúng sai. Bây giờ em ghét nhất cái điều gì, em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm, em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cũng đơn giản quá chứ. Không có đơn giản đâu, cái người mà không đặt ra cái tiêu chuẩn người đó mới khó đó, chứ đơn giản gì mà đơn giản. Mẫu người con trai mà em thích là như thế nào? À dạ, cao ráo. Có cao. Sáng sủa. Có sáng sủa luôn. Không hút thuốc. Ê, còn hút thuốc không cưng? Dạ không. Với lại là em sẽ bị ấn tượng với những bạn mà bạn ấy cười lần đầu tiên ấy. Nụ cười lần đầu tiên. Cười sao?
Cười phát là chết queo. Hả hả? Mình nhìn thấy bạn ấy cười có nét đặc biệt ấy. Một hồi mà mở cửa này ra có người nào cười mệt bé. Chết queo á. Trời ơi trời. Trời mấy cô này ấn tượng quá, tuổi trẻ giờ mệt quá. Phức tạp khó hiểu. Ờ. Đâu cười nhẹ cái nè, cười coi. Chết không? Không, không chết. Nhưng mà em không chết mà cổ chết. Ồ, chàng trai này cũng cười quá trời kìa. Không biết có làm ai chết queo không đây nè. Rồi. Rồi, còn Sơn thì sao? Mình thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thích mẫu người bạn gái hiền, biết nấu ăn càng tốt. Bạn nữ mà mỗi lần mà em đi đá banh thì đi cùng em. Sợ mấy chàng trai đi không chịu chở bạn gái theo chứ. Còn đi mà thích bạn gái đi theo thì dễ rồi. Mẫu người lý tưởng giống như Ellie Trần. Nó đo ba vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Ông Mai bà mối cũng đã lắng nghe ý kiến là sở thích của các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn người thân, xem người thân có cho mình những ý kiến như thế nào trong cái việc chọn lựa ngày hôm nay. Hỏi bên nhà trai trước nha, hai chàng trai dưới kia. Hôm nay em đi, em đi cùng bạn Sơn. Theo cách của em nhìn ấy, thì hai bạn có một cái thiện cảm. Thì em cảm nhận ai sẽ phù hợp với Sơn hơn? Bạn ghế xanh. Rồi em trai. Em là Thắng, nhân viên của anh Cương. Hôm nay đến để cổ vũ anh Cương tìm được người yêu lần đầu tiên. Rồi. Mối tình đầu tiên của anh Cương. Hai bạn chơi hôm nay thì em thấy bạn ghế đỏ phù hợp với anh Cương. Là một người chi tiết, cẩn thận trong công việc sẽ phù hợp với cái tính cách của anh Cương, là hơi quá tay trong mỗi lần đầu tư hay là làm gì đó vì đang còn độc thân nên cần một người chi tiết và có kế hoạch. Mời qua tới hỏi nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc, là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Dạ. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi em gái. Thì em là bạn của anh. Nhìn về mặt ban đầu á thì anh ghế đỏ thì khá là hoạt bát, tự tin. Còn anh ghế xanh thì hơi nhút nhát một xíu. Lần đầu tiên anh cũng lên đây á, cảm giác nó hơi hồi hộp, nó lấn mất. Chứ ở ngoài anh cũng khác lắm anh. Anh có thể thử thể cái gì nó khác hơn đúng không anh? Chứ nãy giờ em thấy anh có nhiều đó à. Hát bài đúng không ạ? Cơ hội cho em đó. Thiếu em. Người tình mùa đông. Người tình mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Dễ thương mà, hay mà. Hay mà, dễ thương. Ông em ơi, trời luôn. Chúng ta vậy vậy đó chứ mà dễ thương đó. Đúng rồi. Đúng không? Chị thấy ổn đó. Thôi, được rồi. Theo em tưởng tượng, hình dung cô gái ngồi ở ghế đỏ đó. Khoan khoan, hả? Trước khi mường tượng, em bật mí nhẹ. Ở nhà cô bé này có nuôi tới 10 con chó. Phải không em? Dạ đúng, đúng không? Không, có 10 con à. Một cô gái rất là yêu thương động vật. Đó, mường tượng đi. Có ăn thịt chó không? Không ạ. Tưởng tượng một cô gái bệnh đó, ngày ngày tắm 10 con chó, đố em hình dung cổ ra làm sao? Thực ra thì em rất thích những ai mà yêu động vật và đặc biệt là yêu chó. Tổng hợp những cái gì mà bạn chia sẻ cũng như là của cô chia sẻ thì em nghĩ bạn là một người cũng khá là truyền thống. Đoán thử ngoại hình cái đi. Tóc dài, tóc dài, váy trắng, đi giày đen, váy dài. À là ý em muốn mặc đồ giống em cho vô công lê. À, đúng hả? Đúng thì như vậy á. À. Không, mà tưởng tượng thôi. Vậy còn em, Sơn, em tưởng tượng coi bên bển là quanh mặc đồ như thế nào. Có thể hai bạn mặc váy. Váy. Tóc chắc hai bạn nhuộm hết. Tóc hai bạn nhuộm hết luôn hả? Tóc hai bạn nhuộm hết luôn, màu đen. Mở cửa được rồi đó, để cho người ta coi. Mở cửa trái tim. And hãy hướng về nhau cười đi cho có ai chết không nè. Cười nè, cười nè. Cười. Được, em làm đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Đó, rất là ga lăng. Vừa mở cửa là có quà. Trời ơi, tới tấp luôn. Tặng chút. À, dạ, em cảm ơn. Rồi, tặng anh. Dạ, em cảm ơn. Hai món quà khác nhau nha. Có nhau người có nơ, có người không có nơ. Giống nhưng mà cái ruột là giống nhau hả? À, ruột giống nhau. Mà gói khác nhau. À, dạ. Lý do là sao vậy? Dành riêng cho người ấn tượng hơn. À, là có dạ, cái nơ. Vâng, đúng rồi. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Bởi vì đây là hai cái quyển sách nó
nó gắn liền với cái hành trình khởi nghiệp của em liên quan đến bán hàng và marketing. Một cái vé truyền cảm hứng kìa. À rồi. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ. Anh mong rằng đó là em. Cảm ơn em. Dạ. Wow. Trời ơi. Cảm nhận của em như thế nào về món quà đó Trúc ơi? Dạ, em bất ngờ chị. Dạ, tại vì em không nghĩ em được tặng một món quà ý nghĩa như thế này ạ. Rồi quà anh, nãy giờ em có muốn gì? Có chết queo gì không? Nãy giờ nụ cười gì kìa. Có chết queo với ai không? Chưa chết. Chưa chết. Dạ, nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Dạ, cũng cao ráo ạ. Sáng sủa ưa nhìn sạch sẽ, không hút thuốc. Cười hoài luôn, người ta ngồi người ta cười hoài luôn mà không chịu chích queo giùm cái. Không có chết đâu, cười hoài. Làm gì gồng quá vậy? Dạ, cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chích queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao, cảm nhận sao? Thầy bạn ấm. Thầy bạn ấm quá hả? Em rồi, cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc mình như thế nào. À, anh xin phép. Dạ. Bác cảm ơn. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm? Hai bạn. Gì kỳ vậy ông? Có mình tay ổng lạnh nè. Em à. Dạ. 29 năm chưa có cơ hội. Wow. Hai ba. Em cũng thử chung bắt tay. Ok. Dạ. Chào dạ. Anh. Dạ em chào anh. Dạ. À. Dạ. Ủa đối tác làm ăn hả? Dạ. Là... mình phải nắm khoảng 5 giây. Okay, okay, 5 okay. giây. 5 giây nè. Đó. Nhìn nói nhau không? Có cảm xúc gì không? Em rất là dễ thương, hy vọng em sẽ có những cái gặp được một cái mối tình nó không lạnh đạnh như những gì đã qua. Vâng, cảm ơn. Hãy cứ vui và đón nhận. Dạ. Cảm ơn anh. Nói với chính mình. Rồi. Đây, ok ok, hai tay. Đúng dạ. Thế. Dạ. Rồi. Dạ. Đúng thế. Rồi, có nói gì không? Tay ấm. À, bạn tay ấm. Rất là dễ thương. Dạ, em xin phép em về. Gì mà hai cái ông này chán ghê, ông nào cũng xin phép về chứ gì. Ngày xưa em hay nói là 29 mùa lá đổ mà chưa một lần nắm cổ tay ai. Nắm tay là nắm rất là nhiều, nhưng mà nắm cổ tay thì nó có cảm xúc. Bởi vì em không nhớ ở đâu, nhưng mà người nói là khi yêu nắm cổ tay nó rất có cảm xúc. Cổ nắm cổ đây là mượn lại cái cổ tay của em. Cái cổ chúc, tay. Chúc, ok. Cổ tay. À, vậy rồi thôi. Cảm ơn. Thôi đó. Dạ. Bây giờ hai chàng trai này mình phải ra chủ đề cho hai bạn nó đi, chứ hai bạn nó không thể tự chủ động được đâu. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi. Tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á, nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. À. Em nghĩ là nếu mà mình chia tay mà cả hai cùng đồng ý cho cái sự chia tay đó, vì không còn thương nhau hay không còn yêu nhau nữa ấy, thì mình có thể là chuyển sang làm bạn. Chứ còn như mà mối quan hệ đấy kết thúc nó không được êm đềm, không tốt ấy, thì mình không nên gặp lại nữa. Đối với quan điểm của em thì thêm bạn bớt thù thôi. Chia tay hai người mà bốn người vui. Em có những người anh chị mà họ chia ly dị luôn nha, chứ không phải là chia tay đâu. Ly dị xong thì người này có chồng mới, người này có vợ mới, hai gia đình chơi với nhau rất là thân. Đấy thì đó là một cái rất là văn minh ở trong cái xã hội hiện tại. Là chia tay trong hòa thuận, quanh nói đúng đó. Ví dụ dạ. Bây giờ chia tay trong tức tưởi, mình bị bỏ rơi, bỏ rớt với bao nhiêu nỗi oan uổng, ấm ức tương lai đang sụp đổ. Và làm sao mà em bỏ qua mà em làm bạn được em? Thực ra là nếu nói xét về tâm lý ấy, thì nếu như bạn còn thù hận, bạn còn hình dung về người đó, thì bạn sẽ gặp lại những cái người tương tự như vậy. Bạn phải bỏ qua để bạn có một cái hình mẫu mới. Nhưng mà thật mà. Nên là cái câu chuyện mà tại sao chúng ta nghe bạn Oanh bạn bảo là ba người đều cái gì giống nhau, bởi vì ở trong tâm thức của bạn ấy nó sẽ lặp lại điều đó, nên bạn phải bỏ qua, bạn phải tha thứ. Và bởi vì có lỗi của mình ở đâu đấy. Hay quá. Dạ. Hay, chuyên gia tâm lý hay. Nghe chuyên gia tâm lý nói nha Tường. Dạ. Sao nha? Thì đúng là cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó, mà kiếm được kẻ thù rất là dễ. Nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường, cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó. Tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Lỡ như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được.
Hôm nay sao tôi gặp toàn những người tốt vậy? Vì dạ. tha không à? Hỡi ơi, tình là gì? Mấy ai có thể buông bỏ được? Nếu buông bỏ được hết thì đời nó tươi đẹp rồi, làm sao có. Đúng rồi, thế nên đâu có lý mặt sầu làm gì. Nhưng mà bà, bởi vì bà không ở thời buổi hiện tại, bà, bởi vì bà chưa gặp em. Gặp em cho bà mấy câu rồi. Để mấy câu luôn. Câu nào? Câu đầu tiên là tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Lặp đi lặp lại thì kiểu gì mình cũng sẽ buông bỏ được. Chưa có mối tình nào cả. Em gặp người ta mà em cứ lặp đi lặp lại bốn câu đó, thể nào không, em cũng là mình nói với chính mình thôi. Nói lại coi. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Cái này là của một em không nhớ chính xác, nhưng mà cái của một cái bộ tộc ở Hawaii. Wow. Và nó chữa lành rất là tốt. Tối nay chị cũng sẽ về, chị ngồi thiền, chị ráng nhớ bốn cái câu của em. Bé nó chạy lại tát mặt em một cái chát. Dạ. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn. Quan điểm của em là nếu như mà bạn ấy làm điều đấy là bởi vì mình đã xuất hiện ở đó để cho bạn làm điều đó. Còn nếu mình không xuất hiện thì bạn sẽ không làm điều đấy. Nên là nguyên nhân vẫn là do mình. Cái đó rồi. Chúng ta chỉ bàn nhau trên lý thuyết thôi. Đúng rồi. Các bạn còn ai muốn tặng quà, tặng cáp, tâm sự gì với nhau nữa không nè? Bạn gái tặng quà. Món này là ai làm? Dạ em làm mà, em nhảy số em làm á. Ok, cảm ơn Trúc. Cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi cho thưởng thức cái ngọt ngào của người ta, công tình người ta làm. Sao, cảm nhận như thế nào? Ngon, ngọt. Nó là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ công gia chánh có lẽ phù hợp ha. Phải vậy, vậy. Ai mình ai cũng thích nữ công gia chánh mà, đúng không? Dạ. Còn đây, đây, bé Oanh, bé Oanh. Dạ, em tặng con gấu bông hình bạch tuộc ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cái con đó con gì vậy bé Oanh? Nó là bạch tuộc cảm xúc ạ. Bạch tuộc cảm xúc là như thế nào? Nó có hai mặt, một hai mặt quạo và một mặt vui ạ. Chị Tường cho các bạn thêm mỗi người 30 giây nữa thôi. Dạ. Chúng ta sẽ nói một điều gì đó muốn nói trong chương trình ngày hôm nay. Chào hai bạn. Anh quan điểm về tình yêu là cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Em rất mệt bạn bè của em, cứ nó đi chơi, đi nhậu, đi làm suốt ngày, một tiếng phải báo cáo, hai tiếng phải báo cáo, anh đang đi này thế kia. Anh là người tự do, anh feel lắm. Nên là nhiều khi mà không báo cáo xong về giận xong rồi hờn trách. Em thì không quá ràng buộc vào thời gian của người khác. Em kiểu là mỗi người đều có một tự do riêng, một cái ý nghĩ riêng của mình, nên mình phải tôn trọng người ta. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Anh muốn hỏi hai em một câu là anh cũng là từ Đắk Lắk lên đi làm á. Tương lai thì anh hướng sự nghiệp thì anh sẽ ở đây, nhưng mà hai em có yêu cầu là bạn trai mình hoặc là khi mà cưới á là có yêu cầu nhà, có nhà thì... Có nghĩa là có cần phải có nhà có cửa trước rồi mới đám cưới hay không? Hay là có thể là cùng cưới nhau rồi từ từ rồi mình mới xây dựng, phải không? Dạ. Ý em là như vậy đúng không? Dạ vâng. Đối với em thì mình tình yêu là mình phải cố gắng. Là mình có sự cố gắng để mình vun đắp và mình xây dựng. Không cần là mình phải có nhà, có cửa, có tài sản, tất cả mọi thứ rồi mình mới tiến tới cái việc kết hôn hay như thế nào đấy. Ý em là đồng vợ đồng chồng tát bị đông cũng cạn cái gì? Dạ đúng. Rồi, vậy là ai cũng có một cái quyết định trong đầu nhẹ nhẹ. Bây giờ, đúng không? Các bạn hãy ngồi dựa vô cái ghế mình đi. Sau năm cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định. Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần chị. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm, em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Anh vậy tại vì cảm xúc của em lại là kiểu như mà, chắc là em nên làm bạn trước nữa. Dạ. À, chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Dạ, em cũng ngạc nhiên về kết quả này. Hai ảnh đều bấm em hết trơn luôn á mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết.
Sao anh? Em không có ấn tượng ạ. À, nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ em cần thời gian hơn, nên là em nghĩ là lúc này là không hợp lý, nên là em không có... Vẫn giữ lập trường phải không chị? Mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình yêu không, nhớ chưa? Cái cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới, hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc. Dạ. Thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Dạ. Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? À, dạ nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra. À, vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Thôi được rồi, nhưng dù gì thì kết quả ngay tại chương trình ngày hôm nay là ông Mai Bà Mối vẫn thất bại. Về tay trắng. Một tràng pháo tay cho ông Mai Bà Mối. Chúc cho tất cả các bạn tham gia chương trình được nhiều sức khỏe và biết đâu tình duyên sẽ đến với các bạn một ngày không xa. Dù các bạn không đến được với nhau thì chương trình phải gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đến đây, dám bày tỏ, dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Và đây cũng chính là tinh thần mà thương hiệu Realme muốn lan tỏa. Đây, không sao, rồi, vẫn có quà nha. Và chương trình cũng xin gửi tặng các bạn, đây là We Well Don't Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Yeah, đây, tặng cho các bạn luôn. Nha. Đây, tặng cho em luôn. Cầm nè. Và đây, rất dễ thương, nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1. Giặt và xả tất cả trong 1. Đây, wow, dễ thương nè. Đây, thương quá trời quà luôn. Wow. Đó, xinh xinh nha. 1 năm sử dụng bột giặt miễn phí nha các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị nhớ đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Em đã lập gia đình rồi, được 15 rồi. Dạ, mỗi người của bạn trai của em là biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ, không cần đẹp trai cho lắm. Em nghĩ sống thử thì nói chung là cũng không hay lắm ạ. Thì hai vợ chồng cố gắng làm sao mà chia sẻ công việc cho nhau. À, hình ảnh rất là quen thuộc đúng không? Cát Tường ngồi chính giữa, một bạn trai, một bạn gái ngồi cách nhau bởi một cánh cửa trái tim đang đóng lại như thế này. À, nãy giờ em đợi lâu chưa? Dạ lâu lắm rồi chị. Hồi hộp không? Khá là hồi hộp với chị. Khá là hồi hộp. Đừng hồi hộp nữa, hãy chờ đợi. Bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài, mời bạn gái của em vào đây nha. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Tới, đây là cái ghế bên trái của em. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình. Bây giờ các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra cho thoải mái nè. Rồi, chào hai bạn, bây giờ mình có thể tự giới thiệu cho bản thân mình nè. Ưu tiên bạn gái giới thiệu trước. Em là Đinh Thị Tuyết Nhài, hôm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Thái Bình và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhài đang làm công việc gì? Em làm may trong một xưởng may tư nhân. Rồi, em nay giới thiệu đi. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái dễ thương bên đó. Em tên là Nguyễn Đình Tiến ạ. Năm nay em sinh năm 1986 ạ, 34 tuổi ạ. 34. Wow. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng mà em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Mình đang làm công việc gì? Nhân viên giao nhận hàng hóa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nhỉ? Điểm mạnh của em là em thích chăm sóc người thân, thích biết quan tâm chia sẻ, biết chăm sóc cây cối. Điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông, có thể là hơi nóng tính một xíu ạ. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang sống với chị họ của em ở xưởng máy á. Ở đó thì em có chăm sóc mấy cây cảnh. Lúc trước em có nuôi con chó nhưng mà hôm nay nó mất rồi. Qua đời rồi, dạ. Giờ buồn không chăm sóc ai nữa hết. Dạ. Bây giờ đang có nhu cầu tìm một người để chăm sóc. Tìm một người để chăm sóc. Còn em? Em thì nói chung là em là một người là khá là thích nhát ạ. Trong công việc thì nói chung là em cũng có hay quên đó. Trời ơi, bên đây cũng nhút nhát rồi, bên đây cũng nhút nhát rồi. Bây giờ trong tình yêu ai sẽ là người mạnh mẽ, ai sẽ là người tấn công đây? Dạ. Tại em nha. Dạ, dạ. À, hiện tại là em đang ở đâu? Dạ, em đang ở quận 12 ạ. Quận 12 ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình?
Là nhà trọ hay là gì? Dạ, có nhà riêng chị. Có nhà riêng rồi, trời ơi giỏi quá vậy. Em vào đây lâu chưa mà có nhà riêng rồi? Em vào được khoảng 16 năm rồi ạ. Ngôi nhà riêng ở quận 12 đang cần người chăm sóc. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận Tân Bình cũng Tân Bình. Dạ. Tân Bình qua quận 12 cũng là gần, dạ, chút xíu là tới rồi. Vậy là nhanh rồi ha, được rồi đó. Tình trường. Dạ em trải qua hai mối tình, một mối tình cuối là cách đây 3 năm rồi. Điều kiện em ở xa mà người đó không có được. Em thì từ trước là em mới trải qua hai mối tình thôi ạ. Cái tình sau nè. Tình sau này thì thực tế là em đã lập gia đình rồi, được 1 năm rồi. Lập gia đình rồi? Dạ, nhưng mà em chưa có đăng ký kết hôn. Cưới nhau thì được vài 4 tháng rồi. Có làm đám cưới được không? Dạ đầy đủ. Có đám cưới đầy đủ luôn. Dạ. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và sau này thì nó có những cái bất đồng với quan điểm trong cách sống ấy thì là em thấy không hợp nữa thì bọn em... Nếu như vậy thì mình phải rút kinh nghiệm là bây giờ trong tình yêu mình tìm hiểu, mình phải trao đổi nhiều hơn. Dạ. Mình hiểu cho kỹ cái đã. Ủa nhưng mà tại sao lúc đó cưới mà vẫn chưa làm hôn thú? Lý do gì? Tại vì quê của mỗi em thì mỗi người một xa, cưới ngay cũng gần cái dịp Tết đó cho nên em không có về ngoài đấy được. Em có ngại không? Dạ không sao, cái đó là mình, cái duy số của mình tới đó là nó hết rồi với người đó rồi. Cho nên là bây giờ mình có thể kiếm người nào khác có thể thay thế được. Cả hai phải cởi mở, tại vì hợp hay không mình phải hiểu cho kỹ rồi mình hẳn quyết định, đừng có vội vàng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người của bạn trai của em là chín chắn, biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ, không cần đẹp trai cho lắm. Cao 1m65 tới 70 được rồi. Dạ. Thế còn em? Em chỉ cần làm sao bạn gái yêu thương mình thật lòng ạ. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng cố gắng làm sao mà chia sẻ công việc cho nhau. Chỉ vậy thôi ạ. Chị thấy em có đem ra mấy tấm hình, trời ơi cái hình này bố ai mà tìm ra được em á. Bây giờ em có thể gợi ý cho cô ấy, cho cô ba cái gợi ý. Ngoại hình của em thì em nghĩ là em chỉ cao khoảng 1m6 trở lên một chút xíu thôi ạ. Cũng hay cười nhưng mà cái giọng kiểu cười thì nó hơi gọi là nhút nhát một chút xíu ạ. Rồi đủ. Em mà tìm được anh là anh nghĩ là anh phục em lắm đó. Có lắm, có hàm em. Hai tờ hình lên đâu? Anh nào? Anh này. Trời đất ơi, em đâu? Ủa em đâu? Dạ em đây ạ. Em đó đó hả? Thôi được rồi, bây giờ thì sẽ kéo màn lên. Để cho, bây giờ em cầm luôn đi. Rồi em dòm lại thử coi cho em chọn lại một lần nữa đó. Mở cửa trái tim. Anh chào em ạ. Tìm đi em. Chào hình này đúng không ạ? Trời ơi, em hay hơn chị rồi. Bạn ấy đoán đúng rồi, hồi nãy đoán sai thôi. Bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau tiếp ha. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Em có chấp nhận sống thử không? Dạ, sống thử nó cũng là một cái sống hay. Tại vì khi mà mình muốn tiến tới một cuộc hôn nhân hay tiến tới cái gì đó thì mình cũng phải tìm hiểu cho cái sống thử. Em thấy cũng... Thế em thì em nghĩ như thế nào? Em thì em nghĩ sống thử thì nói chung là cũng không hay lắm ạ. Em sống thiệt rồi đó mà em còn lộn nữa đó. Dạ thì đó, vậy em muốn là làm sao là chắc chắn này, hơn. Dạ thì em sẽ tìm hiểu kỹ hơn em mới tiến tới hôn nhân. Dạ. Nếu mà được thì em muốn chừng nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Dạ chừng khoảng 1 năm. Một năm. Bây giờ chị sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị đây là những cái thẻ bài, ở trong này nó có những cái yêu cầu. Vui thôi, các bạn bóc trong này ra yêu cầu làm gì thì các bạn sẽ làm cái nấy. Mời em trai. Mình chọn màu đỏ ạ. Hãy thể hiện cái gương mặt của bạn lúc làm xấu như thế nào ạ? Rồi, em xấu nhất là sao? Giận dữ ạ. Vậy thôi ạ. Dữ không em? Chính là cái tính cách của em nó là như vậy. Vậy là anh không có dữ. Tới phiên em. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Ấn tượng đầu tiên của em mà gặp anh... Nói thật nha, thật nha. Cũng đúng với những gì em suy nghĩ. Cảm ơn em. Vui rồi ha. Dạ. Vui rồi ha. Dạ. Thôi bây giờ ăn trưa đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến giờ ăn trưa rồi. Đói bụng thì không có tâm sự được đâu. Bữa nay thì chị Tường đã có order, đã có gọi sẵn cho các em một cái món thức ăn nhanh từ cái quán ăn Mr. Stick. Mình chỉ cần điện thoại, dù mình ở đâu trong thành phố mình điện thoại thì người ta sẽ ship tới cho mình luôn. Và hôm nay chị đã gọi sẵn cho các bạn là món cơm kim chi và bò khoai tây. Cái này thì rất là dễ ăn, chắc là phù hợp với hai bạn đây. Ăn thử rồi cho chị Tường biết cảm nhận của mình nha. Dạ, rồi mời các bạn. Dạ. Có địa chỉ luôn ha, 219 Đề Thám nè, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Cho hai bạn ít phút trò chuyện với nhau rồi chị Tường quay lại. Mời hai bạn. Dạ, anh mời em ạ. Dạ, anh mời. Em vào trong này lâu chưa?
Em vô trong này 6 năm rồi. Anh có hay về quê không? Từ ngày vào trong này giờ anh về được 4 lần ạ. Nếu mà có gì ấy thì anh sẽ xin địa chỉ của em rồi mình sẽ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh có thể mời em một miếng được không? Dạ. Cảm ơn. Sau này mình sẽ tình cảm như vậy hơn nữa nha em. Dạ. Anh có ấn tượng gì khi gặp em lần đầu tiên không? Lúc đầu thì nhìn em có vẻ cũng hơi là nhút nhát đấy. Nhưng mà anh nghĩ sau này ví dụ chúng ta quen nhau rồi thì chúng ta sẽ bày tỏ cái tình cảm của mình nó sẽ mạnh dạn hơn. Anh hy vọng mình như vậy. Thì đó cũng là khuyết điểm của em á. Thì trải qua những cái gì mà anh đã vấp ngã rồi thì anh nghĩ là anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm được những cái vấn đề đó. Anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới ạ. Và gia đình anh ở trong này hết rồi. Bố mẹ anh thì vừa rồi mới ra ngoài Hải Dương lại. Ai no quá no quá, tôi ăn hết phần cơm của tôi rồi đó mọi người. Em thấy món ăn này sao, bò khoai tây như thế nào? Dạ em thấy khá là ngon á, thịt bò rất là mềm đấy chị. Bò mềm. Còn em, món ăn hôm nay chị order cho em như thế nào? Rất là ngon cả. Ngon. Rồi nãy giờ tâm sự với nhau, ngon không? Ngon. Ngon. Bây giờ nè, theo như em nghĩ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thì đợi, em nghĩ là người phụ nữ sẽ quản lý sẽ tốt hơn ạ. Quan điểm của em như thế nào về việc sinh con trai hay con gái? Con trai thì hay con gái thì em nghĩ nó cũng bình thường thôi chị. Còn em thì em thích thì là con gái trước thì vẫn hay hơn. Gái trước hay hơn. Thế còn nhà em có đồng ý làm dâu không? Dạ em thích làm dâu. Nói chung là em thích chăm sóc mọi người. Chuẩn để mà làm vợ ha. Gia đình. À bây giờ hai cái phần quà trên bàn này là sao đấy? Dạ thì anh có món quà gọi là cái tấm thành chân thành của anh gửi đến em. Tặng quà trái tim ha. Em có muốn cò nhỏ tặng anh. Cái này do tự tay em may. Ồ vậy hả? Cảm ơn em. Dạ. Mở ra xem thử. Ngồi xuống đi hai bạn. Còn cái này cái gì đây? Đẹp quá. Hai đứa ngồi tâm sự ha. Dạ. Ngồi như vậy đến già luôn mới được nha. Vâng, đó là một cái áo chị ạ. Đâu, mặc cho thử đi coi vừa không? Vâng. Trong này còn có một cái chắc là tâm thư quá. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Ngày mới đầy ý nghĩa, tuyết nhài. Rồi bạn vô đi. Ủa mình có nằm mơ thấy người tình trong mộng không? Hay là mình may theo cái nguyện vọng của mình? Dạ em may theo cái nguyện vọng của em. À nguyện vọng của em. Em nghĩ là khá là vừa với em đấy ạ. Chị thấy hơi rộng đó nha. Dạ. Về có cổ chăm sóc thì sẽ mập hơn. Rồi đẹp trai rồi ngồi xuống đi. Lịch sự ha. Bây giờ là đến cái thời phút quan trọng là hai bạn sẽ quyết định mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra cái quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu. Chứ ở đây không phải là mình bấm nút để tìm một người bạn đi chơi rồi thôi. Thật sự trong lòng mình bây giờ, hiện tại giờ phút này ngồi tại đây, cảm xúc của mình như thế nào? Mời em trai. Nhờ được chương trình là hôm nay anh mới được gặp được em. Thì đây cũng là một nghĩ là anh nghĩ là đó là một cái duyên với số. Anh hy vọng rằng hôm nay em cho anh một niềm tin từ em nữa và cho anh cơ hội anh có thể là anh xây dựng được cái hạnh phúc cho em nữa. Thì anh hy vọng rằng hai chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Em gái có muốn nói gì không? Theo như vậy anh nói thì em cảm thấy là ấn tượng. Cảm ơn anh. Nếu như anh có suy nghĩ như vậy em cũng mong anh cho em một cơ hội để tụi mình có thể tìm hiểu nhau hơn. Hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. 1 2 3. Rồi mời em qua đây. Nắm tay thật chặt nhé. Và nhớ là đừng buông tay nhau ra. Hãy tìm hiểu, hãy yêu thương, hãy chia sẻ với nhau mỗi ngày để có thể vun đắp cho tình yêu của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Nếu có tin vui gì sớm thì nhớ báo cho chị Tường và chương trình biết nha. Dạ vâng. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và đây là một cái vé xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn có những giây phút ngọt ngào, tìm hiểu nhau, cùng đi xem phim với nhau thật là hạnh phúc. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa vào lúc thứ tư hàng tuần 12 giờ quý vị nhé, trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho những người nào xung quanh mình, bạn bè mình, bà con mình đang còn ế và mong muốn đi tìm một nửa yêu thương, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò hẹn ăn trưa. Xin chào và hẹn gặp lại.